Quang nhá. Em sẽ review một hai sản phẩm, nhất là cửa hít và bấm điện của Everest 2019. Ở đây thì anh làm review về cửa hít trước. Cái này là cắm zin, nó nhẹ nhàng và đồng thời là cánh cửa bấm điện của nó cũng ra. Đấy, mình đóng cửa vào này. Đấy, nó sẽ hít vào rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, tất cả bốn cửa nhé. Đây, ok, rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, nó đều hít hai lần. Đấy, bật điện như thế, mình mở cửa ra một cái là bật điện cái cửa chìa khóa ra. Đấy, hít vào. Đấy, em chỉ giới thiệu qua rồi review nó nhỏ cho anh em thôi. Chào anh em nhé.